Rồi shop đồ cổ anh Bảy xin chào cả anh em ha. Hôm nay ngày 11 tây tháng 1 em sẽ lên kỳ là 176 nha anh em. Kỳ 176 này em lên là chỉ cần thôi, là em còn lại là 15 cây cần carbon nè. Bữa nay em để giá xả cho anh em ha. Giá rất là ok luôn. À 3 cây 3 khúc, một cây 2 cây 2 khúc là một có cây 2 khúc khúc 2m7 hai đọt. Đó, với 2 cây ISO. ISO mà ISO loại phen lỡ á. À mấy cây ISO phân lỡ nè, dài 2m7 3 đó, với một cây 2 khúc bên đây nữa, với mấy cây dây trong. Bên này có một cây lua ha nè, một cây lua 1m8. Rồi phí ship mặc định bên em là cần là 40.000, anh em nào chốt hai đơn trở lên em sẽ miễn phí ship cho anh em ha. Đó thì giá hôm nay là giá xả nha anh em, nói chung là anh em ưng cây nào thì mình chốt cây đó nha anh em. Chốt thì mình nhớ nhắn tin cho em qua Zalo, điện thoại trực tiếp hoặc là bình luận ở dưới đây. Bình luận ở dưới đây anh em nhớ ghi số điện thoại lại nha, để em tự động liên lạc lại. Có nhiều cái bình luận bị ẩn á, thì anh em nếu mà bình luận thấy mà lâu quá em không trả lời lại, không gọi điện lại á, thì anh em nhắn tin em cái nha, nhắn tin vô số điện thoại trên đây nè. Đó, cho em cái để em hay nha anh em. Rồi ok nha, lên độ nha anh em. Bữa nay có 15 cây à. Cũng lên cũng khá là nhanh á. Đó. Đây, kỳ này cái cây này bữa hổm là kỳ trước em lên rồi nè, nhưng mà kỳ này nó còn lại nên em đẩy xả cho anh em luôn. Cây này rất là đẹp nha anh em. Đây, một cây cần carbon 3 khúc. Cứng 50 dài 3 m. À, cứng 50 dài 3 m 3 khúc, cần carbon 2 da nha anh em. Đây, carbon 2 da sắn nít toàn thân luôn. Đó, khoen bát là Fuji hết. À, chân khoen. Đây, chân khoen còn rất là ok nha, nó chỉ chấp lớp sơn ở đây thôi, chấp lớp keo chỗ chỉ khoen nhẹ nè, thấy không? Đó, thì ngoại hình cây này còn khá là mới, tầm khoảng cỡ là 80-85% nha anh em. Đây, carbon sáng ít nè, toàn thân luôn, anh em nhìn gì là thấy nè. Đó, bu là bu xích luôn nha, bu Fuji xích. Đó, anh em ra dây rất là tốt luôn. Đó, đầu lóng thì nó có mấy cái dòng sắt này để anh em chống nổ lóng thôi. Đây, cây này là thằng nội địa da ben nha. Đây, carbon wicker. Cây này giờ nội địa da ben. Luro là hình con cọp, cái đầu con cọp. Đó, hãng là hãng đai qua. Rồi, ok ha. Cây này bữa nay để giá xả cho anh em còn 1.3 triệu thôi nha anh em. Cây này còn 1.3 triệu nha, lấy nhanh thì còn nha anh em. Mã số 1. 1.3 triệu. Rồi, tới cây mã số 2. Cây mã số 2 này anh em nào câu xong, câu xong nước chảy câu bầu lực nữa thì anh em lấy cây này ha. Cây này cứng cứ 80 luôn thì anh em câu đánh cha thịt được luôn nha anh em. Đó, anh em về anh em vô anh em câu cha rồi chơi. Đó, thì cứng 80 dài 3 m. Đó, cái đọt cũng rất là to nè ha, thấy không? Bu cũng vẫn là bu xích luôn, nhưng mà những cây cần nào có cái bu xích này rất là tốt nha anh em. Đó, thì cây này độ mới tầm khoảng 90%, chắc là mới. Dòng này là cần carbon, nó sơn rất là đẹp, chân pha tím tím nè. Hãng mắt tắt này là của Korea nha anh em. Đó, 3 khúc cũng là 3 mét luôn, cứng 80 dài 3 mét. Đó, bộ khen Fuji, bát là Fuji luôn, tất cả là Fuji hết nha anh em. Nè, của hàng mắt tắt. Cần này nhìn màu sơn còn rất là đẹp luôn. Thì cây này anh em nào lấy để cho anh em bữa nay giá xả cho để cho anh em luôn. Thì cây này anh em để cho anh em giá cho anh em là bữa hổm mình như em lên là 1.4 triệu hay gì đó, để bữa nay để cho anh em giá 1.2 triệu cây này thôi ha. Cây này để 1.2 triệu thôi. Thì cây này mã số của cây này là mã số 2 nha nè, nó còn một cái cọng dây này để đai an toàn. Đó, mã số 2 1.2 triệu thôi. Tới mã số 3. Đây, mã số 3 anh em nào lấy nhanh thì còn ha. Anh em nào mà chơi cha chơi câu nước chảy hay là câu bông lau đồ đó thì đây. Cây này là một cây cần tấu Roman. Đây. Alpha Wicker carbon 2 da sắn nhít toàn thân luôn, từ gốc đến ngọn luôn. Nó là tấu Roman. Cứng 80 dài 3m3, cái đọt to nha. Thì cây này nó có chóc sơn nha anh em. Đây, cây này nó có chóc sơn ở cái bát nè. Đó, dưới ở đây nè. Đó, nói chung là ngoại hình cây này thì nó không được như là không được xinh cho lắm, mà là nó chỉ là ở dưới cái cán thôi,
hai cái cán nó thôi, còn hai cái gấm ở trên này còn rất là đẹp nha. Ha, hai cái gấm này nè anh em thấy không, bộ khoang là bộ khoang Fuji xích luôn, bộ khoang biển, một bộ khoang biển Fuji xích. Đây cái này là bị đông muối thôi chứ không phải là reset gì, anh em về cứ vệ sinh lại là chơi thôi nha. Đây mấy cái đầu lóng, mấy cái đầu lóng thì nó có cái nó cũng có dòng nhựa dòng sắt luôn ha, bu là bu chống sắn luôn nha anh em, bu này bu chống sắn luôn đó. Bộ khoen này anh em đến biển là bao đâm luôn nha. Đây nha, bộ khoen xích đàng hoàng. Đây thì nó là nó cứng 80, dài dài 3 mét, carbon hai da toàn thân luôn. Đây. Đây thì cây này bữa nay để cho anh em giá là 1.450.000 nha anh em, 1.450.000 đó. À, 1.450.000 nha. Cây này nếu mà cây này còn đẹp á là giá là trên 2 triệu, tại em có bán, em bán mấy cây này em bán còn dầm khoảng cứ 2-3 cây rồi là về, là mấy cây kia đẹp lắm, nhìn vô là anh em mê liền luôn. Cây này nó kém xinh nên em để giá tốt cho anh em chơi nha. Đó, 1.450.000 ha. Cây này là mã số, nó là mã số 3 nha anh em. Số 3. Rồi, anh em nào mà thích chơi mà dòng hạng nhẹ như là độ cứng 30-50 rồi đó thì đây, thì có một cây này carbon sắn gân toàn thân luôn ha. Cây này bị cái nắp đít của nó là nó bị mắc cái nắp đít này nè, cái đít nó như nó có, nó cán mấy chèo gắn vô hay sao đó. Anh em về chế cái cục cây gì đó anh em gắn vô dùm cho nó đẹp lại ha, còn không để vì bình thường. Thì cây này nó là một cây cần carbon sắn gân toàn thân, phen bát nó là Fuji hết. Đây nó là phen bát Fuji, nó có hai cái đọt nha. Cây này nó độ dài 2m7 mà nó có hai cái đọt lận anh em đó, nó hai đọt thì một đọt là cứng 30 và một đọt là cứng 50, thì càng hoàn thiện không lỗi nha. Đó, phen bát thì đầy đủ hết trơn đó, hai cái đọt, hai cái đọt nhìn quá là ok đi. Trên đây nè, để cho anh em coi cái cần đó, nó 2m7 nha, size mà 2m7 thì nói chung về rất là ít luôn. Anh em cũng khá là nhiều anh em thích 2m7 á, mà cây này tới hai đọt nữa. Thì giá cây này, giá cây này rất là mềm luôn nha anh em. Cây này em để cho anh em giá là 850.000 thôi ha. 850.000 là anh em được một cây cần hai đọt nha, lấy nhanh thì còn nha anh em, cần carbon đàng hoàng nha. Đấy, dòng ấy, dòng này của là Alpha Thất Cổ hay hãng Korea xuất Nhật nha nè. Đó, thì cây này có mã cho nó là mã số của nó là mã số 4 nha nè. Cây này mã số 4. Đó, để cho anh em 850.000 anh em chơi thôi. 850.000 được cây carbon 2 đọt anh em kiếm đâu ra. Thì tới cây số 5. Cây số 5 là một cây cần phen lá. Đây. Anh em nhìn nè, anh em nhìn cái độ mới của nó nè, một cây khó để lóc phen lá. Đây, qua dần đi rất là đẹp luôn. Đó. Phen lá hết trơn luôn, rất là nhiều phen lá. Đầu phen là hoàn chỉnh hết nha anh em. Bu là bu chống sóng luôn. Đấy. Đó. Đi nhìn cái đầu chỉ với cái màu của nó, anh em nhìn cái màu thôi là biết là cần này rất là đẹp rồi. Thì cây này nó đi vào bộ bát là Fuji vàng luôn ha, Fuji Gold. Bộ phen lá xích. Đó, thì cây này nó là nó dẻo nha. Cây này nó hơi dẻo nha anh em. Nó độ cứng tầm 20 thôi. Anh em có thể là câu Henchi Ikara rồi được luôn, bình thường. Đó. Đây. Nè. Anh em thấy không? Đó. Nó dẻo nhưng mà nó không là không cong nha, không cong không sụ nha. Không sụ đọt. Thấy không? Bộ phen lá quá là nhiều mà, thấy không? Đó, anh em mà thích chơi cảm giác đó, thì mình lấy cây này nha. Thì cây này nó là mã số của nó là mã số 5. Thì bữa nay em đã giá xả cho anh em đi. Em để là 1.250.000 thôi. Anh em lấy nhanh thì còn ha. Đó. Khoảng em lên là tới 1.600.000 lần gì đó. Là bữa nay để cho anh em 1.250.000 thôi. Đó, anh em lấy nhanh thì còn ha. Cây này mã số 5. Rồi, tới cây mã số 6. Đây, mã số 6 là một cây này gần rất là hiếm luôn, bao vừa lốp.
một cây ISO phen lỡ bao quờ lốp, nó như một cây cần rút đi, cứng 5 cứng 15 và 2m7. Cây này của NFT là hàng Shimano nha anh em, NFT là hãng là của Shimano đó. À, bộ phen Fuji nè ha, có nước một cây dòng phen nhẹ ở đây không quan trọng nha anh em, nó phen Fuji, bu là bu xích luôn. Thì cây này nó độ dài nó không còn chuẩn 2m7. Cây này nó mắc đọt, nó cây này nó có rẫy đọt một khoảng dài phân rồi, là 2m4 2m4 2m4, dưới cộng thêm khoảng cỡ là 15. Cây này còn 2m55 thôi nha anh em, nó cây này còn tầm 2m55 thôi, tại vì 4 miếng gạch nó là 24 với cộng thêm phần 15-20 nữa thì nó tầm khoảng cỡ là 2m55 thôi. Cây này còn 2m55 ha. Đó. Đây, một cây cần bao quờ lốp carbon 2 da sắn toàn thân luôn nè, hồi bao quờ lốp này rất là dày nha anh em, hồi này rất là dày. Thì cây này nó còn độ dài của nó là 1m, đã phải 2m55 thôi. Đó, đi với cái bu nè, nên 2m55 nên cây này nó cứng là cây này cứng tầm 30 rồi nha anh em, cây này nó cứng là cứng gỡ 30 rồi nè, khá là cứng nha. Đó, nó không có còn cứng 15 nữa đâu, nó còn 2m55 là nó cứng là cứng 30-40 luôn rồi đó. Thì anh em xem được anh em lấy nha. Đó, cây này bữa nay em để cho anh em giá là 900k cho anh em chơi thôi đó, có 900k anh em lấy được một cây cần 2 da power lốp. Mã số của cây này là mã số 6 nha anh em. Để đây đi, họ gắn vô lại ha. Đó, mã số 6 cần rất là nhẹ luôn, nhẹ hiu luôn. À, cây này của hãng Japan ha. Rồi, cây số 7. Đây, cây số 7 cũng là một cây cần rút mini. Ha, cây cần rút. Cây này thu gọn của nó là 670 cm nha anh em. Cây này thu gọn của nó là 70 cm. À, đây, nó là một cây cần Daiwa cứng, đây hãng Daiwa đây. Cái núm gốc nè. À, núm gốc này không biết phải cô xin của nó không, nhưng mà nhìn nó rất là to ha. Cứng 30 dài 3m. Cây này là super luôn. Super thì cứng 30 thì nó cũng khá là cứng nha, cứng 30 là trên 30 luôn rồi. Đây, tem vàng đầy đủ nha anh em. Cây này có hãng là Made in Taiwan nha. Cây này rod carbon. Đó, dòng rod carbon này thì nó là carbon 2 da. Nó được sản xuất ở Taiwan nha anh em. Hàng Taiwan xuất Nhật, có mã code đầy đủ. Đây, Super carbon 2 da. Thì cây này nó là bộ phen của nó á. Cây này có lỗi bu phen nha, nên em để giá xả cho anh em nè. Thì cây này nè, một cái chân phen bị nứt nè ha. Cái này thì nói chung là không quan trọng, anh em về chấm keo sắt lại là xong. Đó, nó chỉ là cái bu thôi. Đó, cái bu thì nó hơi sụ nha. Đây, nè nó có tì nè. Em thấy không? Nó có tì, nó hơi sụ nè. Anh em nói chung là anh em đánh thì đánh bình thường thôi. Anh em mà muốn thẩm mỹ nữa thì mình về mình lấy mình ra tiệm mình mua cái bu chống sắn về ha, mình lắp vô đó thì nó có vậy thôi. Đây, cần thì còn rất là đẹp rồi. À, bên trong đấy, bên trong là carbon 2 da, đây cũng vậy luôn đấy. Cây này mã số 7, cứng 30 dài 3m. Thì cây này em nghĩ là độ 3m thì nó không tới đâu, nó mắc tầm khoảng cỡ 5-10 xăng rồi ha, cái cũng không tới 10 xăng đâu, tầm khoảng 5 phân thôi, thì nó còn cỡ 2m95 thôi. Đó, thì cây này bữa nay để giá xả cho anh em luôn. Thì cây này anh em nào lấy để cho anh em giá là 700k anh em chơi ha. Giờ anh em chỉ là mua cái bu anh thay vô thôi. Đó, cần carbon 2 da luôn, rút mini carbon. Ha, để cho anh em 700k thôi, giá rất là tốt rồi. Thì cây này mã số của nó là mã số 7 nha anh em. Đó. Rồi, tới mã số 8. Đây, mã số 8 này bữa hôm mới lên kỳ cũng kỳ trước rồi nè. À, một cây Daiwa hàng Việt Nam xuất nhập, phen bát là Fuji xích luôn ha. Đấy, độ cứng là tầm 100, cây há là cứng, cây này cứng cơ 100 ha. Anh em có thể đánh nhiều thể loại xích được, câu
câu bè, câu sông đều được ha. Cứng trăm thì cây này nó là MH 1m7, nó dài 1m7 nha anh em, được cứng độc và độc tháp nè. Cây này cũng khá là cứng á, cây này anh em có thể xích được. Thì cây này bữa hổm lên là giá 1 triệu, bữa nay để cho anh em giá là giá xả anh em là còn 850 thôi. Cây này để 850 cho anh em ha, rất là nhẹ luôn. Cây này mua mới là tầm khoảng cỡ 2 triệu ngoài ha, cỡ 2,6-2,7 triệu lần á. Anh em cứ lên trà lên cái Google đi ha, cây này còn rất là mới, trên 80% đây nè. Thấy không? Thì để cho anh em bữa nay là còn chỉ là 850 cho anh em chơi thôi. Cây này mã của nó là mã số 8 nha nè, mã số 8, 850k. Rồi tới bên này là mấy cây cần dây trong đây, cần dây trong. Cây dây trong này mã số 9. Cây này nó là một cây cần dây trong cứng 50 dài 2m4. Nó là Super 67 dây cồ, này là phiên bản đặc biệt luôn. Phen dẫn là xích đó nha anh em. Đây, phen dẫn là xích, bu cũng là bu xích luôn ha. Đây, bu cũng dẫn là bu xích luôn. Đó. Đây, dưới đây nè. Dưới đây còn ha. Dưới đây còn cái phen dưới đây luôn ha. Đó. Đó. Rồi cây này bữa nay anh em nào lấy để cho anh em giá là 500k thôi, cứng 50 dài 2m4. Cần này mã số 9 nha anh em. Cần mã số 10 là được mấy cây ISO dây trong đây. Cây này rất là đẹp nè. Cây ISO dây trong này mã Korea, cây này của hàng Shimano. Dòng là Abecho ISO. Cây này độ mới tầm 90% nha anh em. Phen bát là Fuji hết. Phen dẫn này rất là đẹp luôn. Đó. Đây, bu là bu xích luôn ha. Bu xích cứng, đọt là 1.5 nha nè. Đọt 1.5 là khá là to luôn nè nè. Đọt 1.5 là to quá. Đấy. Đây. Thắng tưng nha. Đó, giờ anh em làm gì? Anh em không câu ISO thì anh em câu cần tay chở máy ha. Không câu cần tay chở máy thì anh em để câu cần tay ha. Không câu cần tay nhấp ít, nhấp cái lóc đồ ha. Thì đây carbon sắn gân toàn thân luôn ha, sắn gân nè, đây sắn gân mịn nè. Đó, ở đây sắn gân nổi luôn nè, trộm luôn nè, thấy không? Đấy, bữa hổm cái cây này em lên là 1,3 triệu lần á, và bữa nay để cho anh em giá là giá xả cho anh em là 1,1 triệu thôi. Đó, một cây này là mã số mười nha nè. Đó, ISO dây trong còn quá là đẹp luôn. À, mã số 10 này để cho anh em 1,1 triệu thôi. Rồi, mã số 11. Mã số 11 này là một cây ISO dây trong tiếp. Đó, một cây ISO dây trong đọt số 1 dài 5m3. Anh em cây mấy cây này về anh em câu hanh chắc đã lắm. Mắc in Japan luôn. Cây này nó là một cây emblem. Emblem thì anh em biết rồi, cũng khá là nổi tiếng của Hyundai Qua. Cây này của Hyundai Qua nội địa Nhật luôn ha. Nó là một cây là mắc in Japan luôn. Đây, hàng mắc in Japan. Đấy, quen dẫn là cũng là xích luôn. Đây, đầu ở trên đây à, thân là carbon sắn gân toàn thân luôn nè, thấy không sắn gân toàn thân luôn, cành rất là nhẹ ha, bát rất là đẹp. Đây, cái bát nè, bát đai qua chính hãng luôn nè. Đấy, hình như cây này bữa hổm cũng lên làm khoảng là một triệu ba gì đó, cũng cỡ đó đó, 1,3 triệu, 1,2 triệu gì đó. Thì cây này bữa nay xả cho anh em giá là 1 triệu thôi ha, cây emblem này mắc in Japan luôn, để cho anh em 1 triệu. Mã số là 11 nha anh em. Rồi tới mã số 12. Mã số 12 là một cây cần rút dây trong Olympic. Nó là một cây là lăn xê súp. Nó là chuyển qua thể loại là một lăn xê và súp luôn rồi. Thì nó dài 3m3, cứng là cứng. Độ cứng thì nếu mà so với cầm 2 khúc thì cây này cứng là 50 nha nè. Cây này cứng 50. Cứng 50 dài 3m3. Có thể là trên 50, 50 đến 80 ha. Cây này có thể là 50 đến 80 dài 3m3. Đó, dòng là của thằng Mamiya ốp là của Mắc In Korea ha. Cây này 3m3. Đó, còn một cây nữa là cây mã số 13 nè. Nè, cây mã số 13 nè. Mã 13 là cũng nó luôn, nhưng mà nó dài 3m6, hai cây giống nhau ha.
một cây 3m3 và cây 3m6 thôi đó ha. Cây 3m3 và cây 3m6 thì nó y chang nha. Đấy, hiểu, chỉ là khác độ dài thôi. Đấy, mới thì cũng bằng nhau đó. Anh em nào lấy cây 3m3 cây 3m3 thì để cho anh em giá là 750 ha. Còn cây 3m6 á thì để cho anh em giá là 800 ha. Đó, đây hai cây y chang nhau luôn đó, cũng là độ cứng là giống nhau luôn, 50 đến 80. Cây 12 là 750, 13 là 800 ha anh em. Rồi tới cây mã số 14. Đây 14 thì anh em nào lấy nhanh thì còn ha. Một cây cần rút dây trong nữa, cứng 20 dài 3m5, một dòng HX carbon 2 da của Daiwa nha anh em. Đây, của Daiwa, dòng carbon 2 da nè, thấy không? Đấy, cần quá là mới, cây này quá là mới luôn. Độ cứng 20 là cũng khá là ok ha. Anh em cầu độ cứng 20 là vừa, vừa cảm giác mà vừa vừa cứng thấy cứng 20 của dây chồng này á, thấy vậy không phải là cứng là mềm đâu nha anh em, cũng khá là cứng đấy. Đây cây này hàng được tại quen xuất nhật ha, dòng Holy Lock. Đó, này xả cái này cho anh em chơi 800k thôi, cây này ha, anh em lấy 800k thôi, 3m5 cứng 20, cây này còn rất là đẹp luôn, carbon 2 da luôn, có 800k. Rồi mã số của nó là mã số 14 nha, cây này mã số là mã số 14. Rồi tới mã số 15 đây, anh em nào lua thì mình lấy cây này nha. Anh em lua thì lấy nha, một cây cầm đai qua tiếp, carbon 2 da luôn, một cây đai qua rồ cách tơ ít. Đây carbon 2 da luôn, phen bát là fuji hết nha, nó phen bát là fuji hết nè, dài 1m8 thì thông số lua của nó đây. Cây này thông số lua của nó là 1/8 đến 1/2 OZ, là 1/8 là 7 đến 1/2 là 14g, 7 đến 14g ha. Nó lai của nó là 7 đến 14g, hàng tay quen xuất nhật, dài là 1m8. Cây này đọt của nó là M vậy nè. Cây này ML. Cây này ML chứ nó cứng M á. Cứng lắm. Cây này nảy á. Này giờ đại xả cho anh em chơi nha. Cây này giá xả cho anh em, để cho anh em giá là 550 thôi. Rồi cái tơ ít mà hai da có 550 thôi. Nè. Đó, mã số 15 nha, 550. Rồi, chào anh em ha.